Mến chào quý khán giả của kênh Luyện Tua Gai. Nhân ngày quốc tế phụ nữ, Luyện Tua Gai xin chúc tất cả phái nữ, các bà, các mẹ, các chị, các em luôn vui vẻ, luôn đáng yêu và được yêu. Thưa quý khán giả, có hai người phụ nữ quan trọng nhất trong đời của mỗi người đàn ông, đó là mẹ và vợ. Một bên là tình mẫu tử, một bên là tình nghĩa vợ chồng đầu gối tay ấp. Mối quan hệ vợ chồng đan xen với mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu là đề tài muôn thuở, được nói nhiều, viết nhiều, nhưng vẫn luôn dành được sự quan tâm đặc biệt của mọi người. Cũng nói về mối quan hệ chồng, mẹ chồng, nàng dâu, Luyện Tua Gai mời quý khán giả đến với bài thơ Người đàn bà thứ hai. Bằng giọng thơ chân thành, tha thiết, xuất phát từ trái tim nhân hậu, bao dung và vị tha, trong vai nàng dâu, tác giả Phan Thị Vĩnh Hà đã gửi đến mẹ chồng những lời tâm sự thật xúc động. Mời khán giả nghe bài thơ Người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con, vì trước con anh ấy là của mẹ. Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ, nhưng suốt đời anh yêu mẹ. Mẹ ơi, mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời, hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy. Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy, con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai. Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai, anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ, nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ. Mẹ mãi là bờ bến của đời anh. Con chỉ là cơn mưa mỏng manh, mọi người đàn bà khác có thể thay thế con trong tim anh ấy, nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy, anh ấy chỉ dành cho mẹ. Mẹ ơi, anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời, cũng có thể chia tay ngày mai có thể, nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ. Dù thế nào, con cũng chỉ thứ hai.